Ngày 9 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Hưng, 26 tuổi, trú tại khu đô thị Ecocham, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 5 tháng 9, tổ công tác gồm bà Nguyễn Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, cùng hai cán bộ phường thực hiện công vụ tại khu đô thị Ecocham. Khi tổ công tác đang làm việc, thì Nguyễn Bình Hưng bất ngờ từ trong nhà cầm cuốc chạy ra la lối, có biểu hiện say xỉn. Khi tổ công tác yêu cầu vào nhà, Hưng lại vứt cuốc, rồi cầm xẻng tiếp tục đuổi đánh tổ công tác. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt đối tượng tại hiện trường. Chiều 9 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Văn Hổ 18 năm tù giam, Nguyễn Văn Thành 8 năm tù giam và Phạm Ngọc Thành 6 năm tù về tội cướp tài sản. Theo cáo trạng, vào tháng 10 năm 2020, Nguyễn Văn Hổ, Nguyễn Văn Nam cùng nhậu tại một quán nhậu trên địa bàn phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Trong lúc nhậu, Nam mở điện thoại của mình ra khoe, trong tài khoản ngân hàng có hơn 2 tỷ đồng. Sau cuộc nhậu, Hổ giả vờ rủ Nam về phòng trọ của mình để nghỉ và được đồng ý. Sau đó, Hổ gọi thêm Nguyễn Văn Thành và Phạm Ngọc Thành đến phòng trọ của mình để cùng uy hiếp, đe dọa Nam nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau khi bị đánh đập, Nam đã nhân lúc các đối tượng sơ hở để vùng chạy thoát. Nạn nhân ra công an trình báo và các đối tượng đã bị bắt sau đó. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ ông Nguyễn Xuân Phẩm, 66 tuổi, chủ tiệm photocopy Công Vi ở khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Tại cơ quan công an, ông Phẩm khai đã làm giả nhiều tờ giấy đi đường, chứng nhận tiêm vaccine, mục đích là để bán lại cho những người dân có nhu cầu đi lại qua các chốt kiểm tra. Để thực hiện, người đàn ông này đã lấy một bản thật giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của người dân, sau đó tẩy xóa thông tin, scan màu thành các mẫu giấy chứng nhận để bán lại cho người khác với giá 4.000 đồng một tờ. Riêng đối với mẫu giấy đi đường, ông khai trước đó đã có một người không rõ lai lịch cung cấp và thuê ông này in thành nhiều bản. Lợi dụng việc đó, ông đã tiếp tục in ra để bán cho người khác. Ngày 9 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Bàn, sinh năm 1985, trú tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, mức án 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hoàng Văn Bàn khai nhận, ngày 20 tháng 5 đã vượt biên giới sang Trung Quốc mua một gói ma túy trị giá 42 triệu đồng của một người đàn ông Trung Quốc không rõ lai lịch. Số ma túy này được đối tượng chia nhỏ với mục đích vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.